Xin chào tất cả các bạn, rất vui được gặp lại các bạn trong video tiếp theo của mình. Thì ngày hôm nay là ngày 1 tháng 6, là ngày đầu tháng 6 nha các bạn. Thì mình đang có mặt tại điểm bán của Diva Taxi nha các bạn, là bán bánh tráng trộn nha. Thì hiện tại là trời Sài Gòn vừa đổ một cơn mưa xong nhưng mà vẫn có rất là nhiều khách tới ủng hộ cho Diva Taxi nha. Hiện tại Diva Taxi vừa mới dọn hàng ra luôn các bạn. Thì bây giờ mình sẽ bước vào trong và sẽ review cho các bạn coi là những cái miếng hài hước của Diva Taxi nha các bạn. Các bạn cùng theo chân mình nha. Trời ơi, vô tới động rồi, còn tụt hờ nữa trời. Vô đây, bán rồi nè, bán rồi, vô. Trời đầu ghê á. Hello mọi người, hello mấy anh YouTube. Nay mấy ra trễ vậy em? Trời ơi, em đi em bị mưa mình nhất á. Ủa bị... em sợ chạy xe cây nó ngã sao? Dạ. Em được tặng cho em mới đi. Cậu bị đêm mày chết không? Chết trẻ uổng lắm anh. Uổng lắm. Bị đêm phải lớn tuổi tí xíu hay chết đi không? Ừ. Trẻ nó nguy hiểm lắm. Nó buồn lắm. Đang rồi qua la đó. Ra cái giọng ngồi giọng video. Ê, cái đoạn clip kia mất cười ghê á. Mấy bà đang ngồi tập trung, em bảo như mấy bà ngồi đợi rồi. Mấy bà bị bất mãn mày bắt cái bấm quầy nè. Tôi lên lên, trời ơi mấy bà giật mình lại, mấy cười liếm ra, mắc cười dễ sợ á. Cho con xin ca trà đá Sơn. Mới ra khát nước rồi. Không, ý là khan tiếng đó, bây giờ phải coi. Qua hát dữ quá này, khan tiếng em. Ồ, khan tiếng á. Còn qua hát vui dễ sợ, mấy trang YouTube quay cũng được, mấy trang YouTube kéo nhau dễ chưa. Sao Thi biết mà. Trời ơi, hôm qua em biết mọi người về mà. Em biết mọi người về mà. Tại biết sao không? Các ông kính đi. Bị chụp bản quyền á. Mấy ông đâu dám quay được. Tội nghiệp mấy ông. Mà không quay được thì cái YouTube nó buồn. Bây giờ là theo một cái nhóm của mình như thế này nè. Thì các thi sẽ bán theo cái kiểu là 4 phần rồi tối đa nha. Người sẽ được 4 phần tối đa. Rồi, con cứ vô cùng 4 giờ. Rồi, cảm ơn Xuân nha. Rồi Xuân lấy lọc của gì Xuân chưa? 40 bịch lấy lên chứ. Để rồi em. Con kêu vậy nè con. Có khi mọi người đổ bánh tráng sa tế. Bánh tráng sa tế, bánh tráng me vô giùm cho mẹ nghe. Tao điểm đi coi con của mình đi. Con cũng đi giờ con có ai đi đứng không? Ơi có ngon em mới vậy. Cái hàng của mình nó ngắn quá, bây giờ mình xích lên cho mẹ em chị. Mình xích lên cho mấy bạn ở dưới người ta xích lên. Tại đừng có điếu cho người ta. Bà lên hơi bị cao luôn á. Thôi đừng. Rồi cuối cùng xích lên má này ra ngoài. Tội nghiệp người ta không? Hết mưa rồi. Không, nó lượng, nó còn lướt cốt á. Mấy người mới yếu, ta bệnh liền á. Tội nghiệp người ta. Em đi đi, em tao bỏ. Ngồi đúng hàng mình nha, ngồi đúng hàng mình đi. Để cho các tia đưa cho mình đều với nhau. Để cho khỏi bị lẫn lộn mình người trước người sau mọi người. Chị hai bệnh. Để nó vô trong nó lấy trứng. Cái trứng nó rồi để lấy bánh ra nữa. Qua em có coi clip của Vũ Đức Phương qua bên cây thi không? Có. Trời vui quá, quậy quá trời. Quậy quá trời hả? Ừ. Biết sao không? Cái bà kia phải cho bà Vũ Đức Phương qua quậy mới được. Quậy đơ luôn mà. Bị mặt đơ luôn, quậy quá mặt đơ luôn, không biết trả lời sao. Bà Vũ Phương nó lành quá. Lành quá. Bà Vũ Thu Phương không? Bà Vũ Thu Phương đi. Mọi người còn ghế nè, anh ngồi chứ gì phải ngồi cho mọi người. Rồi. Em đi công chuyện, em về, lực đực em về, em thở ngon. Lấy gì giải quyết cái đống này. Lấy cái biên dạng á. Chết rồi, cứt chó. Bà nội cha nó ai ỉa vậy. Trời ơi, ghê quá nè. Cứt chó má ơi mà. Nó còn cười nữa. Bốc lên. Ghê quá à. Ta bốc con chó liền rồi kia coi. Thơm quá. Trời ơi. Này Hơn á, thấy vậy Hơn á. Má nào vậy trời. Chó đâu lại lấy tay bốc liền. Thôi ba liền thẳng cái này. Đồ đầu ghê đó. Tôi đâu có biết đâu, ông Sài Gòn Go cũng chỉ nè. Đồ Go, cái gì ông thấy ông rõ, một cước cũng thấy rõ phải không? Đâu có chó đâu. Được rồi. Má dùng nguyên cái miếng vé. Ok. Này có một khán giả từ Bạc Liêu lên chụp hình chung với các thi đó các bạn, chờ từ 1 giờ chiều đến giờ. Trời làm cái kiểu miếng méo mỏ. Chờ từ 1 giờ chiều đến giờ luôn á các bạn.
Đây là bánh tráng. Mọi người ơi, mọi người ơi, mọi người như em á, tại nhà tôi đi nha, biết sao không? Mình nói cái gì mọi người, mình nói không phải nói cái kiểu mà mình lợi dụng người cơ, mà nói cái chính đáng mình còn thời á, ơn trên cho mình được cái lọc á, mình cứ giật cái lọc đó, lỡ mai mốt nào đó thì tự nhiên đụng ra, mình không còn như bây giờ, mình không còn may mắn như bây giờ, rồi mình cũng còn hưởng được cái sót cái lọc của ngài á, ngài cho mình cứ để đó mình duy trì. Với lại một phần cái đó là mình nói về vấn đề cá nhân để mình có kinh phí để mình tạo dựng cuộc sống của mình. Và song song vào đó mọi người biết á, các thi không dám nghỉ, các thi sợ mọi người đến đây nè, có nhiều người đó giống như bà chị đó ở Bạc Liêu, bà lên đây mà không có các thi á, mọi người thấy bữa nào các thi không bán á, bà lên không có các thi thì mọi người nghĩ cái cảm giác mà lên mà không có người mình đang cần gặp thì cảm giác nó như thế nào, bất mãn lắm. Với lại uổng cái chuyến xe người ta đi á, cho nên các thi cứ nghỉ hoài, các thi cũng dám nghỉ, nhiều khi các thi khen hàng tiếng đó mọi người thấy không, em mệt nè, nhiều khi em đuối lắm á, nhưng mà không, em phải cố gắng em duy trì để làm gì để cho mọi người thỏa mãn, để mọi người vui chơi của mọi người. Rồi song song vào đó em cũng có một cái thu nhập em đều, nhưng mà em nói đây là cái lộc trời ông trên ban cho em, cũng như là một người đang ban cho em những đồng tiền của mọi người, cái chuẩn đó, cái sự trao đổi và buôn bán. Rồi bây giờ mình tại vì các thi không có tiền lẻ, mọi người nào mà có tiền lẻ mọi người đưa giùm em ha, ai mua nhiêu mọi người thủ tiền lẻ giùm cho em không có tiền lẻ ở đây á ha, thương giùm em nha mọi người nha. Rồi bắt đầu em sẽ từ hàng ngang qua rồi từ lớp nha. Sao bên này qua đi chị, bên này đâu thêm cái củ trứng nữa mà. Rồi, lấy củ trứng đi. Anh yên tâm đi, mình còn bánh nhiều lắm, bây giờ ai mua nhiều quá thì em sẽ bán cho một người, ok, một người là 4 phần cao nhất nha mọi người. Và số lượng này em nói là bánh nó sẽ có đủ để phục vụ cho mọi người, cho nên mọi người việc tiếp tục quan tâm. Đó, nhét cái dùi cua vô đi cho em. Ngày nào có mấy anh YouTube cũng lợi dụng mẹ. Lợi dụng cái chú hoài nha con. Nhưng mà mẹ nói thiệt con, mẹ thấy vậy chứ mẹ chịu. Rồi, bây giờ chị áo tím ơi, chị muốn mấy phần? 2 phần. 4 phần. Rồi cứ làm phần 2 đi cà phê giúp các thi. Phần 4 phần 2 giùm cho các thi nha mọi người. Rồi. Chị mua sao? Là chị muốn hai người mua 4 bịch đúng không? Không, 2 người là 5 bịch. 2 người là 5 bịch ha. À, thì đâu có sao đâu, bây giờ em sẽ bán cho chị một lượt 4 nè. Còn không đâu là chị 2, chị cái 3. Đến cái dọc cũng được không sao. Tại vì em bán tối đa là 4 phần cho một người. Nhưng mà một người đó muốn mua nữa thì cứ đánh cái vòng tiếp. Chị giấu tím. Chị cho em xin 60 của chị nha, 60 lẻ đó. 60 lẻ nha. Rồi cảm ơn chị. Đó. Rồi cảm. Rồi. 10.000 nữa. Chị cách ăn hả? Chị cách trộn hả? Bây giờ lấy cái bao này, đổ vô cái bao này. Rồi xong tôi lấy cái nước tế này, sao tế này, nước tắc này, đổ vô nước tắc kia, xoay qua xoay lại mình đổ vô chung, mình quấy đều vô, mình đem quăng. Chị xưa ăn bánh tráng trộn mà hổ trộn kiểu sao. Rồi, cô gái ơi, cho cái tay xịt 120 của gia đình mình. Đứng lên đi em, không phải má ngồi hoài. 8 hoặc là 240 hoặc 300. Rồi, 240. Khoan. 8 phần là 240 đúng không? Và 300 thì có khi chưa có rồi. Mình cứ ngồi đi, mình đứng lên thì cứ ngồi. Ngồi đi. Thôi đứng lên lấy bánh. Đây, các thi đưa cha. Rồi bây giờ các thi thiếu mình 300 nha, cứ đứng thay đổi. Xong rồi đó. Chị ra cho người ta đi lên mà. Có người hoài vậy. Đừng quên 300 nha. Nhớ mà không sao đâu, nhớ. Nhớ chị đã 300 có vượt. Rồi gái ơi gái. Em ngồi xích lên em giữ cái vị trí của em á. Ừ ngồi đó. Anh ngồi xích lên. Để dừng. 4 phần của chị này nữa, 4 phần của chị này nữa. 4 phần, ok. Thủ cho các thi 120 đi. Anh không có tiền lẻ á. Đây, có được. Đây, các thi đưa nha. Em đưa 3 chục, không, đi ra. Ok. Cái nào,
mà chụp ảnh lưu ý mà đừng lưu vô điện thoại. Mình rửa chắc lắm, anh nhỏ nhỏ dắn lên mặt hồ đĩa kinh lắm, ông đội cho là mang có tài. Cười hay bà địch vậy? Bà làm mặt. Em xin lại. Rồi, cảm ơn chị. Rồi, đưa tiền rồi, đưa tiền đủ rồi. Cảm ơn hai vợ chồng nha. Rồi, tới ai vậy gia đình ơi? Tới em, ba bịch. Nó đi vậy? Ba bịch không? Rồi, em lấy cái xác em lên. Cảm ơn em. Đây, bú, ba bịch. Cảm ơn em. 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 Tôi muốn chờ nó, ngoài chút chụp ảnh. Gái bú rồi. Rồi, gái cho chị xin cái ghế đi. Để mình về cái ghế nó trống, nó đừng đi giống như. Rồi, cảm ơn em. Bốn rồi, dở ngoài. Quần cho em gái. Mọi người đợi thấy sáng ha. Đó. Trời, cái anh Tiến nó ngày nào cũng bị vậy nè, nó đục tù hơi lại á, mệt lắm. Mẹ em nói xong mà có mẹ còn hy vọng nữa. Cái đó không có gì đó thì con nha. Nó không có cái gì mà gọi là hài nhưng mà mẹ mắc cười con á. Rồi, của mình bốn phần, cảm ơn em. Áo vàng với em, đáng lẽ áo vàng chưa tới đâu. Nhưng mà tại vì chị ba này là kiểu chị ngồi thì chị ngồi bị đâm heo á, mà ngồi trong không có hàng, mà ngồi chính giữa luôn cho các chị một cái ghế nha. Để ngồi đầu tiên, lại đầu tiên á. Ừ đó, rồi gửi cho con gái này ba phần phải không em? Ba bốn phần, ok chứ, bốn phần. Đâu, ủa ông Duy đâu rồi ta? Người đợi em tí xíu. Anh Vũ ơi. Ừ, Duy. Em tên Vũ. Ủa vậy hả? Anh là tên Vũ vậy? Tại biết sao em hay kêu tên Vũ không? Hồi xưa anh Vũ á, có một chuyến là anh hãm em. Ok, mình có là 80 nha. Ui. Cái mặt á, mặt đó. Chị biết thằng vợ chị đâu hàng á. Nè, 80 nè, đừng có phập tôi nha. 4 phần bao nhiêu? 100. 4 phần 120 á má. Ủa vậy hả, tưởng 200. Trời ơi, tôi cầm 2 tờ 200 tôi tưởng. Ok, ok, cảm ơn nghe. Thì còn 30 đúng rồi. Má ơi, 20 rồi má. Ồ rồi, ok, ok. Đưa đây, đưa. Có không, có 20 lẻ không? Ủa, tôi ghé có gì rồi, tờ 500 không đi, đi ăn bánh tráng đêm nghe mấy chục triệu vậy hả? Đây có thể gọi là gì? Thiếu ai 300, thiếu ai 300. Ok, này có thể gọi cho mình 300 đi. Ok. Chụp hình đi vậy chị Vinh. Ok, chụp đi, khá hồ chụp. Chụp hình bình thường hay chụp hình xét nè? Xét đi. Ok, từ từ, đây các thi còn phí tiền mình. Nhanh đi, nó ơi, chị Vinh nè. Rồi thấy bánh bèo không? Bánh bèo cũng muốn quậm tôi mà. Cỡ sức tôi mà còn được trai trẻ là con này nó mang bầu hai đứa với tôi. Đây, 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 chị chụp cho. Ủa sao nó có ai? Ai ăn con này mọi người. Mọi người coi nè, có môi em nè, mọi người coi có môi em nè. Còn trong hình nè. Ủa nó đổ quét luôn kìa. Trời ơi, coi nè, cái môi nè, nó nằm trên ngón tay em nè. Trời ơi, áp em ơi, em đang chỉnh, chỉnh áp mà đúng không? Ủa em biết lường gạt ghê. Ừ, ok em. Chị nói em lợi là 308. Em dịch trả lại cho 900 ngàn, đúng không? Ok, 380 cái đó là mình bằng. Thì có 150 nha.